Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón lưỡi trai cho bé không nẹp cước ở phần vành như thế này. Thì mẫu nón này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi, nhưng do màu len nó hơi tối nên mũi móc nó không rõ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn về cách móc thân nón cũng như là cái phần vành phía trước cho cái mẫu của mình nó được rõ ràng hơn nha. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng miêu cô tông cuộn 125g, màu trắng dùng để móc thân và một ít màu xanh dùng để móc phần lưỡi trai. Kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm, hoặc các bạn có thể sử dụng loại kim có đầu kim lớn hơn sợi len 1/2 nha. Ngoài ra mình còn sử dụng kim 2 đầu số 4, dùng đầu kim này để nẹp cái phần vành ngoài cho vành của nón được cứng cáp hơn. Kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu trắng để móc phần thân trước. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Khi được 6 mũi móc đơn liên tiếp, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên. Đây là chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời, móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2. Tiếp tục chân móc thứ hai của vòng tròn thứ nhất cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Làm tương tự cho 3 chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn móc cho mình vào 6 chân móc của vòng tròn đầu tiên. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì khi móc đến cuối vòng, tiếp tục móc cho mình vào chân móc mũi đơn đầu tiên của vòng móc thứ hai này một mũi dời. Móc vào đây một mũi dời nè. Thì hai vòng tròn nhỏ này mình sẽ tính là một vòng. Các bạn tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên là chân móc mà mình vừa móc mũi dời á, các bạn sẽ móc cho mình vào đây 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. 1 2. Chân bên cạnh cũng móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. 1 2. Chân kế bên cũng móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì vòng tròn mũi đơn thứ nhất mình có 6 mũi, vòng thứ hai mình sẽ tăng gấp đôi là 12 mũi. Thì vòng tròn thứ ba mũi kép đơn này các bạn sẽ tăng cho mình gấp đôi của số vòng thứ hai nha. Tức là cái vòng móc này mình sẽ móc 24 mũi kép đơn vào 12 chân móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên bên này một mũi dời. Đây là chân móc đầu tiên, các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Như vậy là mình đã móc được 24 mũi kép đơn ở cái vòng tròn thứ hai này. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái vòng tròn thứ ba. Móc cho mình vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được một cụm gồm một mũi kép đơn xen kẽ 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc vào chân kế tiếp, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Thì chân móc kế bên sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Ở cái phần này mình sẽ tạo một đường gân ở đây, móc cho mình vào đây một mũi kép đơn. Đồng thời móc vào thân chân móc của cái mũi kép đơn thứ hai ở hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Hai chân móc cùng chân phía dưới, chân móc thứ nhất, chân thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi ngoặt ngoài. Ta
đâm kim vào chính giữa hai thân chân móc này, đâm kim cho mình vào chính giữa. Sau đó luồn và đâm kim lên phía trên để cho thân chân móc thứ hai này nằm ở trên kim và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Đây, thân chân móc nằm trên kim như thế này thì móc vào đây một mũi kép đơn. Ta được một mũi ngoặt ngoài như thế này. Tiếp tục chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp sẽ là chân nằm chính giữa của hai thân chân móc cùng chân phía dưới, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Sau đó là một mũi ngoặt ngoài được móc vào thân chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới. Đây, đâm kim vào chính giữa của hai chân móc này. Đồng thời luồn kim và đâm kim lên phía trên để thân chân móc thứ hai này nằm ở trên kim và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Ta được một mũi ngoặt ngoài thứ hai và được một cụm chân móc xen kẽ như thế này vào hai cụm chân móc ở phía dưới, hai cụm chân móc cùng chân phía dưới nha. Đây, tạo một đường gân như thế này tương tự. Thì tiếp tục hai cụm chân móc cùng chân phía dưới của cái vòng tròn thứ hai này, ta sẽ móc một cái cụm tương tự như cái cụm mà ta vừa móc. Cũng móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, cụm đầu tiên móc vào hai mũi kép đơn. Chân kế bên là chân móc thứ ba của cụm sẽ móc một mũi kép đơn. Và chân móc thứ tư của cụm ta sẽ móc một mũi kép đơn. Là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nha, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn, sau đó mình sẽ tạo một cái đường gân ở đây. Và cái đường gân này mình sẽ móc mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới, cụm thứ hai, móc cho mình vào cái thân chân móc này một mũi ngoặt ngoài. Đưa thân chân móc này lên trên kim, sau đó móc vào đây một mũi kép đơn. Ta được một cụm chân móc tương tự như các cái cụm chân móc mà ta vừa móc để tạo một đường gân. Thì tương tự cho hai cụm chân móc cùng chân phía dưới tiếp theo của cái vòng tròn thứ hai, các bạn sẽ tạo cho mình một đường gân ở cái cụm chân móc này. Và lưu ý cho mình, ở mỗi cụm chân móc đầu tiên ta móc sẽ là chân móc nằm ở bên trên của chân móc cùng chân phía dưới thứ nhất nè. Đây, thứ nhất, đây là chân thứ nhất, các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Tiếp theo, chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Chân thứ ba của cụm này sẽ móc một mũi kép đơn. Chân thứ tư của cụm này sẽ móc cho mình một mũi kép đơn và một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc thứ hai của cụm. Mũi ngoặt ngoài các bạn sẽ móc vào thân chân móc thứ hai của cụm chân móc cùng chân phía dưới thứ hai. Đây, ta sẽ móc vào cái chân móc thứ hai. Đưa cái thân chân móc này lên trên kim. Sau đó móc vào đây một mũi ngoặt ngoài. Đây, ta được thêm một cụm thứ tư, tạo một đường gân thứ tư, làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc vào hai cụm chân móc cùng chân phía dưới này để tạo một cụm tương tự và tạo ra đường gân cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì ở vòng tròn thứ ba này mình vừa tạo ra được 6 đường gân, và 6 đường gân này sẽ nằm đều nhau ở trên thân nón. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên hai mũi móc xích. Vòng tròn thứ tư này móc cho mình vào chân móc đầu tiên ta vừa móc mũi dời, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc, tức là ở đây mình cũng thêm mũi nha. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì chân móc tiếp theo sẽ là chân móc nằm chính giữa của mũi kép đơn và mũi ngoặt ngoài ở phía dưới, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc này một mũi kép đơn.
Đồng thời móc cho mình một mũi ngoặc ngoài vào thân chân móc ngoặc ngoài của hàng phía trên. Các bạn cũng luồn kim và đưa cái mũi móc này lên trên kim. Đây, luồn kim và đưa thân chân móc này lên trên kim. Sau đó móc cho mình vào đây một mũi kép đơn. Ta được thêm một mũi ngoặc ngoài kéo dài ra như thế này và được thêm một cụm chân móc. Tiếp tục cho cụm chân móc tiếp theo, hai chân móc đầu tiên sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì chân móc thứ ba sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, ta cũng móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân móc cuối cùng của cụm sẽ là chân móc nằm chính giữa của mũi kép đơn và mũi ngoặc ngoài phía dưới. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc này một mũi kép đơn. Đồng thời móc vào thân chân móc ngoặc ngoài ở phía trên một mũi ngoặc ngoài. Ta cũng luồn kim để đưa thân chân móc lên trên kim và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Thì mình cũng tạo ra được một cụm tương tự như cụm mà ta vừa móc nè. Các bạn làm tương tự cho các cụm chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Và lưu ý cho mình ở các cái vòng tròn nha. Cách tăng size sẽ như thế này. Hai vòng tròn mũi đơn ta sẽ tính là một vòng. Thì cái vòng tròn thứ hai, mỗi chân móc là hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Vòng tròn thứ ba xen kẽ một mũi kép đơn, xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Vòng tròn thứ ba, hai mũi kép đơn mỗi chân móc, xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì ở các vòng tròn tiếp theo, các bạn sẽ tăng dần cho mình cái số mũi móc ở đây, cũng thêm mũi cho mình vào chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Và ở cái mũi ngoặc ngoài, các bạn cũng móc cho mình vào thân chân móc ngoặc ngoài ở phía trên nha, để mình kéo dài cái đường gân này ra. Ta sẽ thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, tạo các cụm móc tương tự. Chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc. Hai chân kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân móc cuối cùng của cụm sẽ là chân móc nằm chính giữa của mũi kép đơn và mũi ngoặc ngoài, móc vào một mũi kép đơn và một mũi ngoặc ngoài được móc vào thân chân móc ngoặc ngoài của hàng móc phía trên. Móc vào đây một mũi ngoặc ngoài để kéo dài đường gân. Và làm tương tự cho các hàng móc còn lại đến cuối vòng. Thì ở đây mình đã móc lên thêm được 7 hàng móc. Thì cái size này ở hàng móc thứ 7 mình sẽ thêm ít hơn 12 mũi móc so với các cái hàng móc phía trên. Đây, các bạn để ý cho mình mỗi hàng móc ở phía trên, từ hàng móc thứ 6 ta tăng 12 mũi móc nè. Thì cái hàng móc thứ 7 này ta sẽ giảm đi 12 mũi móc đó. Ở đây mình tăng 3 mũi nên mình sẽ chia đều cái vòng móc thứ 7 này 3 mũi và các bạn thêm cho mình vào các cái đường gân nha. Mình sẽ thêm mũi vào các cái vị trí của đường gân. Khi thêm mũi thì các bạn sẽ chia đều cho mình cái vòng tròn này để cho cái vòng tròn thứ 7 này nó không có bị lệch. Tùy vào vòng đầu của bé mà ta thêm mũi cho phù hợp. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ thêm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc của mỗi cụm. Ở chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới ở giữa cụm nè, các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi kép đơn. Sau đó chuyển qua chân móc kế tiếp và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Như vậy là ở giữa của mỗi cụm mình không tăng mũi. Ta sẽ tăng mũi ở đường gân cuối cùng để chia đều 3 điểm của đường gân. Vòng tròn thứ 7 mình tăng 3 mũi. Ở những đường gân mà không thêm mũi, các bạn sẽ không móc cho mình vào chính giữa của mũi kép đơn và mũi ngoặc ngoài này. Không móc vào chân móc mà các bạn móc luôn cho mình vào thân chân móc ngoặc ngoài để kéo dài đường gân nha. Ở đây mình có thêm mũi để chia đều vòng thứ 7 nên ta sẽ móc vào chính giữa này một mũi kép đơn.
là một mũi ngoặt ngoài được móc vào thân chân móc ngoặt ngoài ở phía trên. Như vậy là ở vòng tròn thứ 7 mình đã thêm được 3 mũi móc chia đều ở 3 đường gân đều nhau và các cái cụm mình không thêm mũi nè. Tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Thì như vậy là cái vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo. Thì ở các hàng móc tiếp theo ta sẽ không tăng mũi, móc cho mình vào chân móc đầu tiên mà mình móc mũi dời, một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở cái chân móc đầu tiên của cái mũi ngoặt ngoài này, các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc ngoặt ngoài này. Ta không móc vào chân móc nha, các bạn sẽ thêm cho mình vào cái mũi ngoặt ngoài. Thì ở đây mình không tăng mũi nè, nên mình sẽ không móc vào cái chân móc mà ta sẽ móc vào thân chân móc của mũi ngoặt ngoài. Móc cho mình vào đây một mũi ngoặt ngoài. Ta cũng đưa thân chân móc lên trên kim và móc một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc đầu tiên của cụm tiếp theo sẽ móc một mũi kép đơn. Như vậy là ở chân móc ngoặt ngoài này mình không thêm mũi nè. Ở cái hàng móc thứ 7, đối với các cái mũi ngoặt ngoài mà ta không thêm mũi á, các bạn cũng làm tương tự cho mình, giống như cái mũi móc mà ta vừa móc. Ta sẽ không thêm mũi vào chân móc nằm chính giữa của mũi kép đơn và mũi ngoặt ngoài, mà các bạn móc luôn cho mình vào mũi ngoặt ngoài nha. Sau đó các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc tương tự cho mình, cho đến cái mũi ngoặt ngoài tiếp theo. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đến chân móc ngoặt ngoài tiếp theo, các bạn cũng bỏ qua cho mình cái chân móc mà móc luôn vào cái mũi ngoặt ngoài này. Móc cho mình vào thân chân móc ngoặt ngoài này một mũi ngoặt ngoài để mình kéo dài cái đường gân nha. Như vậy là ở đây mình cũng không tăng mũi nè. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vòng móc mà ta vừa móc. Móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái chiều cao từ đỉnh nón xuống hàng móc cuối cùng bằng với chiều cao từ đỉnh đầu xuống phần tai của bé thì các bạn ngưng nha. Cũng móc cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Ở cái mũi ngoặt ngoài này các bạn cũng không móc cho mình vào chân móc mà móc luôn vào thân chân móc để kéo dài đường gân nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì như vậy là mình đã móc thêm được nhiều hàng móc không thêm mũi và cái chiều cao từ đỉnh nón xuống hàng móc cuối cùng đã vừa đến phần tai của bé. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Sau đó giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Thì sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần lưỡi trai không nẹp cước. Tùy vào sở thích của mỗi người, nếu như các bạn muốn hai đường gân này nằm ở chính giữa thì các bạn sẽ canh cho mình cái phần nón này cho hai đường gân nằm chính giữa. Hoặc là nếu muốn đường gân này nằm ở chính giữa thì ta sẽ canh như thế này, các bạn sẽ chia đều cho mình cái đường gân này nằm ở chính giữa. Từ đây ta có thể dùng kim đánh dấu hoặc là các bạn có thể đếm số mũi móc từ bên này, từ cái đường gân bên này ra nè, bao nhiêu mũi móc thì các bạn sẽ làm tương ứng cho mình cái đường gân ở bên cạnh này bấy nhiêu mũi móc. Thì cái phần vành nón của mình nó sẽ nằm ở cái đoạn này nha. Và đường gân mình sẽ đặt nó nằm chính giữa của vành để cho có thể dễ canh hơn nè. Ta sẽ sử dụng sợi len màu xanh, từ đây tạo cho mình một vòng tròn.
móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Các bạn cũng sử dụng cho mình đầu kim 3.0 để mình móc cái phần vành. Sau đó quay ngược phần thân nón lại, đếm cho mình từ cái đường gân này ra 3 hoặc 4 mũi móc tùy vào cái phần vành mà các bạn muốn nha. Đâm kim cho mình vào cái chân móc phía ngoài nè. Ở đây nó có hai chân móc, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc ở phía ngoài. Đây, hai chân móc như thế này, đâm kim vào chân ở phía ngoài. Sau đó đưa nút và ta vừa tạo qua chân móc. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở vành nón mình sẽ dùng mũi nửa kép nha. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình vào cái chân móc kế bên, thì cái chân móc kế bên này nó cũng có hai mũi móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc nằm ở phía ngoài nè. Đây, đây là chân móc nằm phía ngoài. Mũi móc mình có hai chân móc, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc nằm phía ngoài nè. Đâm kim vào đây và móc một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc cho mình vào chân móc ở phía ngoài nha. Đây, chân móc ở phía ngoài là cái chân móc đây nè. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Móc vào đây một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc vào chân móc ở phía ngoài. Khi móc ta giấu len thừa vào trong mũi móc để cắt len không phải giấu len nhiều nè. Tiếp tục móc vào các cái chân móc kế tiếp. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài nha. Làm tương tự cho đến cái chân móc thứ ba nằm ở phía bên này của cái đường gân thứ ba nè. Đây. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và tất cả đều móc cho mình ở cái chân phía ngoài của cái phần thân nón. Sau khi móc được đến chân móc mà ta đánh dấu ở đây, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Thì như vậy là phần vành lưỡi trai có cái độ dài. Đây, cái độ dài của vành lưỡi trai như thế này. Tiếp tục quay ngược đầu móc. Ở hàng móc thứ hai, các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên và móc vào chân móc thứ hai á, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Và lưu ý cho mình ở đây các bạn móc luôn vào chân móc nha, ta không móc vào mỗi chân móc nữa. Các bạn móc luôn cho mình vào hai cái thân chân móc như thế này nè, vào hai cái mũi móc như thế này và móc vào đây một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Ở chân móc thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi nửa kép. Khi ta đã được hai mũi nửa kép mỗi chân móc thì chân thứ ba sẽ móc hai mũi nửa kép cùng chân móc. Ta được một cụm gồm hai mũi nửa kép mỗi chân móc xen kẽ hai mũi nửa kép cùng chân móc. Tiếp tục hai chân móc kế bên, mỗi chân móc sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Thì chân móc thứ ba của cụm sẽ là hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Ta được thêm một cụm chân móc thứ hai gồm 4 mũi móc như thế này. Tiếp tục hai chân móc kế bên, mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chân thứ ba sẽ móc hai mũi nửa kép vào chân móc này. Ta được thêm một cụm chân móc 4 mũi nửa kép. Các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này, móc cho đến cuối hàng. Cũng móc cho mình hai chân móc liên tiếp, mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Và chân móc thứ ba sẽ móc cho mình hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Ở các chân móc cuối cùng ta sẽ không đủ cụm chân móc, các bạn sẽ móc tương tự cho mình nha, cũng móc vào mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Còn ở hai chân móc cuối cùng ta sẽ tiến hành giảm mũi. Hai chân móc cuối cùng này các bạn bỏ qua chân kế bên và móc vào chân cuối cùng á, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Thì như vậy là ở vòng móc thứ hai ta giảm hai mũi móc ở đầu và cuối, thêm mũi ở chính giữa của thân và cái phần vành nón này đã có cái độ nhô ra như thế này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba là hàng móc số lẻ, các bạn sẽ móc cho mình bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân kế bên một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho đến cuối vòng,
Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Và ở hàng móc này các bạn sẽ không tăng mũi nha. Đây là hàng móc số lẻ, các bạn sẽ không tăng mũi. Móc cho mình cho đến cuối hàng và chừa ra cho mình hai chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Hai chân móc cuối cùng cũng tương tự, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân cuối cùng một mũi nửa kép. Đây là chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Thì mình vừa hoàn tất được hàng móc thứ ba, không tăng mũi nè. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo sẽ là hàng móc thứ tư, hàng móc số chẵn. Các bạn cũng tương tự bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên và móc vào chân móc kế bên á, móc cho mình vào chân móc thứ hai một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Khi được 3 mũi nửa kép liên tiếp, tiếp tục chân móc thứ tư sẽ móc cho mình 2 mũi nửa kép vào chân móc này. Như vậy là mình được một cụm 5 mũi nửa kép. Tiếp tục 3 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi được 3 mũi nửa kép liên tiếp thì chân móc thứ tư các bạn sẽ móc cho mình vào đây 2 mũi nửa kép cùng chân móc. Ta được thêm một cụm 5 mũi móc. Các bạn làm tương tự cho mình cụm này, móc cho đến cuối hàng. Và ở phần vành nón này các bạn lưu ý cho mình nè, ở các hàng móc số lẻ các bạn sẽ không tăng mũi. Còn ở những hàng móc số chẵn á, ta sẽ tăng mũi tịnh tiến. Đối với hàng móc thứ hai tăng mũi nè, các bạn tăng cho mình 2 mũi nửa kép mỗi chân móc, xen kẽ 2 mũi nửa kép cùng chân móc. Thì hàng móc tiếp theo số chẵn, các bạn sẽ tăng cho mình 3 mũi nửa kép, xen kẽ 2 mũi nửa kép cùng chân móc. Và cũng tương tự cho mình, nếu các bạn muốn tăng cho cái phần vành này nó to hơn thì các bạn sẽ tăng cho mình liên tiếp 4 mũi hoặc 5 mũi xen kẽ 2 mũi nửa kép cùng chân móc nha. Ở hàng móc thứ tư này ta sẽ móc 3 mũi nửa kép nè, xen kẽ 2 mũi nửa kép cùng chân móc và làm tương tự cho mình đến cuối hàng. 3 chân liên tiếp, mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chân móc thứ tư sẽ móc 2 mũi nửa kép vào chân móc này. Sau khi móc đến cuối hàng cũng tương tự bỏ qua chân kế bên và móc cho mình vào chân móc cuối cùng một mũi nửa kép để ta giảm mũi ở đầu này. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Thì phần vành nón của mình sẽ ngưng ở 4 hàng móc và hàng móc tiếp theo ta sẽ tiến hành viền lại nha. Đây, cái phần vành nón nó sẽ có cái độ nhô ra như thế này nè. Ở phần vành nón ta cũng sử dụng màu xanh để viền lại vành nón, nhưng mà lần này mình sẽ sử dụng kim móc 2 đầu số 4. Đầu kim sẽ bằng sợi len hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút nha. Để khi ta viền lại cái phần vành nón này, nó sẽ giúp cho cái phần vành nó cứng cáp hơn. Ở cái phần thân này nè, bây giờ ta sẽ tiến hành viền lại cái phần thân hông. Các bạn cũng cầm cho mình sợi len, sau đó đưa ra phía sau mũi móc. Đâm kim vào chân móc kế bên của phần thân nè. Đây, chân móc kế bên, ta không đâm kim vào chân móc phía ngoài nha. Các bạn đâm kim luôn cho mình vào chân móc và kéo cái sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc đầu tiên ở cái phần vành nón á, móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc kế tiếp là chân móc của hàng móc tiếp theo ở phần vành nè, các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Chân bên cạnh của hàng móc tiếp theo móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Ở cái chân móc cuối cùng của cái hàng móc tiếp theo này nè, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc cuối cùng này 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều.
thì mình đã viền được một phần thân hông của vành nè. Ở hàng viền nón phía trước này, các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép, móc vào chân móc kế bên ta vừa móc nè, chân móc kế bên của chân móc mà ta vừa móc, móc cho mình vào đây một mũi nửa kép. Lưu ý khi móc, các bạn móc chặt tay lại để cho cái phần vành nón nó được cứng kép hơn nha. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Chân móc bên cạnh cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, cho đến chân móc cuối cùng cũng móc cho mình các cái mũi nửa kép và móc chặt tay ở cái hàng vành này nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Phía sau mình có dấu sợi len thừa nè. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng của cái phần vành trước này. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Ở chân móc cuối cùng của hàng móc, các bạn sẽ móc cho mình đổi mũi móc, móc vào hai mũi móc đơn chân móc cuối cùng. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần bề ngang ở bên hông còn lại, tương tự như phần bên hông bên này. Thì chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc hai mũi móc đơn nè, tương tự như cái phần thân hông bên này nha. Móc vào chân móc kế tiếp của cái hàng móc phía dưới này nè. Đây, chân móc kế tiếp của hàng móc phía dưới này sẽ móc hai mũi móc đơn, tương tự như cái phần vành bên hông. Khi được hai mũi móc đơn thì chân móc kế tiếp sẽ móc một mũi móc đơn. Chân kế bên sẽ móc hai mũi móc đơn. Và cũng là chân móc cuối cùng của cái phần vành nón. Thì mình đã viền lại được phần thân hông còn lại tương tự nè. Từ đây móc một mũi dời vào chân móc kế bên của phần thân nón. Đây, các bạn sẽ móc cho mình vào luôn chân móc nha. Móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu sợi len thừa vào trong mũi móc, các bạn sẽ móc thêm cho mình một sợi dây quay ngang. Sau đó dùng kim khâu hoặc là keo nến để cố định cái sợi dây này ở phía trước thân nón. Sau đó may thêm cho mình hai hạt nút hai bên. Ở viền vành nón khi dùng kim nhỏ để móc cái phần viền này giúp cho cái phần vành này nó được cứng kép hơn nè. Đây, cái phần vành mũ nó sẽ như thế này. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu nón lưỡi trai không nẹp cước như thế này. Chúc các bạn thành công!